Có vợ ngay thôi gần 3 năm. Lấy vợ được, ở vợ được mấy năm? Ở vợ được gần 1 năm. Gần 1 năm thôi? Dạ. Có con chưa? Chưa. Em ly hôn 10 năm rồi ạ. Em có con. Em có một bé trai 14 tuổi. Bây giờ là bé ở với ai? Dạ, bé ở với lại ông bà nội với ba. Rồi mời cô gái của chúng ta giới thiệu về mình nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Dạ, em tên là Thảo. Em năm nay 38 tuổi. Em thì quê gốc ở Quảng Bình. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở đây ạ. Thảo làm công việc gì? Dạ, em làm bên giảng viên phun xăm ạ. Ở quận mấy? Dạ, lúc trước thì em làm ở bên quận 1. Nhưng mà hiện tại thì em cũng mới nghỉ đang... Ủa Thảo làm gì Thảo? Giảng viên. Dạ, giảng viên phun xăm ạ, anh Quyền Linh. À, mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và các bạn xem đài và trường quay. Em Nguyễn Trung Việt, sinh năm 84, đang làm ở Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì? Làm bên nhôm kính. Hả? Nhôm kính. À, nhôm kính, cửa nhôm kính này kia đó hả? Rồi, mời nhà gái cho tôi biết ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, khuyết điểm của em là nhát ở trước đông người ạ. Mình làm giảng viên mà mình nhát trước đông người. Dạ đúng rồi. Em dạy thì thường là một lớp nhiều khi cũng 20-30 bạn á, nhưng mà gặp những người dạ đúng rồi, dạ đúng chuyên môn vì mình không có sao. Nhưng mà gặp như là quay chương trình này thì em bị run. Và với lại cũng kiểu như là hay bị bít ướt á, là hay dễ bị xúc động. Dạ. Còn ưu điểm của em thì như là cũng biết quan tâm, nhất là gia đình, với lại cũng biết nấu ăn ạ. Nhà gái của chúng tôi như vậy đó ạ. Mời nhà trai. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm em thì có thể tự lập, mình làm sao mình có thể lo được này nọ, ăn uống hay là chăm sóc sức khỏe này nọ của mình. Nhiều khi con em nhậu có những hút thuốc này nọ, vậy thôi. Có nhậu thuốc nữa, khuyết điểm ha? Dạ. Thôi, mình đường tình duyên mình sao? Dạ, em có vợ ngay thôi gần 3 năm rồi. Lấy vợ được, ở vợ được mấy năm? Ở vợ được gần 1 năm. Gần 1 năm thôi? Dạ. Có con chưa? Chưa. Lý do sao chia tay vậy em? Trước thì cưới vợ trễ, cũng người lớn mai mối rồi nọ rồi. Cũng chưa có lâu rồi. Sau này thấy cũng được rồi, cưới sao về không hợp rồi chia tay. Mời nhà gái. Đừng tình duyên của mình như thế nào? Dạ em ly hôn 10 năm rồi ạ. Em có con. Em có một bé trai 14 tuổi. Bây giờ là bé ở với ai? Dạ bé ở với lại ông bà nội với ba. Hai bên đều có gia đình hết. Bên kia có đứa con mà ở với ba rồi ha. Vậy thì hai mình là có thể thoải mái, tự do, không có ràng buộc gì hết. Mình giấy tờ ly hôn xong hết chưa các bạn? Dạ rồi ạ. Rồi em trai? Em xong hết rồi. Xong hết rồi. Bây giờ em muốn tìm một người yêu thế nào? Một người bình thường, giống như là hiền, biết lễ phép với ông bà, cha mẹ, với đừng có ràng buộc quá, kịp kiểm tra này quá. Không cho người ta kiểm tra luôn? Có vừa thôi. Mà mình có minh bạch không? Có. Minh bạch là được. Minh bạch là người ta không kiểm tra đâu. Rồi, đó là mong muốn của anh. Còn cô gái của chúng ta thì thế nào nè? Dạ, em thì mong muốn kiếm một người không có gia trưởng. Lại có công việc làm ổn định. Với lại biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Mình có hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ, giống như anh Quỳnh Linh. Khó có lắm. Nhiều lắm á, bạn phát hiện ra thôi. Nhiều người giống Quỳnh Linh lắm á. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh. Dễ thương quá. Thật ra thì dạng như người Linh á nhiều lắm, nhưng mà có cái mình không phát hiện á thôi. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ phát hiện ra mày cao hơn người Linh không? Đẹp trai hơn nè, trẻ hơn nè, đúng không? Nhưng mà hơi hiền đúng không? Dạ. Quá. Bỏ thuốc uống rượu được không? Giảm từ từ. Bỏ luôn được thì tốt anh ha, tại vì nó không có tốt cho sức khỏe đâu. Hôm nay em đi với ai? Em đi với người em rể. Em rể. Rồi chào em trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, và nhà gái và khán giả trong trường quay. Em tên là Đoàn Nhân Hậu, là em rể của anh Thanh Việt. Đến đây cũng muốn là anh Việt sẽ kiếm được một người vợ. Thấy cô này sao? Em cảm thấy chị này hiền, nói chuyện chững chạc, chung cũng hợp với anh lắm á anh Việt. Em muốn anh này kia bấm nút. Cảm ơn anh. Còn cô gái của chúng ta đi với ai? Dạ em đi với dì, em với em gái. Dạ, chào dì. Dì thế sao dì? Chào chú Quỳnh Minh, chào cô Ngọc Lan, chào bên đằng trai. Và chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là dì của Thảo. Thì lên đây là một cái duyên rồi. Thì cố gắng hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn dì.
Rồi, chúng ta sẽ cho hai bạn gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Việt. Chào em, anh có món quà tặng. Cảm ơn em, món quà tặng anh. Rồi, bây giờ mình ngồi đối diện nói chuyện đi. Là hiện tại anh đang sinh sống ở đâu ạ? Dạ, anh đang làm ở Hóc Môn, thành phố. Dạ, nhà anh thì ở dưới Long An. Nhà anh ở Long An. Dạ, Hóc Môn là ở khúc nào anh? Môn ở ngay Đông Thạnh, gần chợ Đông Thạnh. Bình. Em ở gần đây à? Em ở Tân Bình. Tân Bình. Dạ. Tân Bình lên Hóc Môn gần đấy. Dạ. Ừ. Em ở đường Cộng Hòa, Tân Bình. Ừ. Rồi, cảm nhận các bạn gặp nhau thế nào? Nói cho nhau nghe đi. Anh gặp em, anh thấy em sao ạ? Thì đầu tiên thấy em nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, cũng hiền, dễ thương. Chóc dáng cũng cao, xinh quá. Nãy em nghe không rõ là anh có hút thuốc hay là với lại... Đúng rồi, có hút thuốc. Cái đó mình có bỏ được không? Đó em thì được. Em không thích. Hút thuốc thì bỏ được, còn như nhậu thì lâu lâu đám tiệc thì mình dùng ít được. Dạ. Rồi bây giờ tương lai thì sao? Em trai hỏi đi, còn bao lâu mình bước tới được? Thì em thấy như nếu mà mình quen nhau thì thời gian nó bao lâu thì có thể tiến tới được. Cái này thì để mình tìm hiểu coi thấy là nếu mà được thì cũng tùy theo lúc đó nữa, nếu mà tìm hiểu được. Em cái này em cũng không có dám hứa là bao lâu, tại vì em cũng đã từng gãy gánh rồi và 10 năm nay em cũng không quen ai hết. Nên em cũng rất là sợ, mình phải tìm hiểu cho kỹ. Em cũng không có muốn là bị gãy gánh thêm một lần nữa. Vậy thì á, là em hãy nói cho nhà gái biết á, em đã chuẩn bị cho gì cho cuộc hôn nhân này rồi ha. Dạ. Đó, em lấy vợ về ở đâu, định hướng thử xem. Thì giờ để hỏi vợ, như vợ bây giờ là lập nghiệp ở đây luôn hay là về quê ở? Dạ, nếu cái công việc của em thì ở đây thì nó sẽ tốt hơn. Em cũng sống trước giờ ở trong đây à, nó cũng quen rồi mà. Em cũng chưa biết, em cũng chưa có suy nghĩ là mình sẽ đi về một tỉnh nào hết. Cái đó là em chưa có suy nghĩ tới, thì cũng chưa có biết được. Nếu mà một người nào đó mà thấy ok được, em cảm nhận được á, thì lúc đó có thể là mình suy nghĩ lại, tính lại. Nếu muốn lập nghiệp đây thì như anh làm trên đây cũng được, chứ đâu có gì khó đâu. Nhưng ở đây á, là bây giờ nhà cửa làm sao? Anh có chuẩn bị gì, đất đai nhà cửa gì chưa? Em có nền nhà ở Đồng Nai nhưng mà không, sau này không ở thì sau này bán về đây mình mua chỗ nào mà xa xa rẻ rẻ, từ từ mình gom tiền mua thêm. Đồng Nai là ở đâu? Đồng Nai, Nhân Trạch, Đồng Nai. À, được đó. Nhân Trạch thì sắp sửa bắt cây cầu qua rồi. Thật ra ở Nhân Trạch khi bắt cầu thì đi qua lại rất là nhanh luôn. Vậy là cũng có chuẩn bị hết rồi. Rồi bây giờ là lấy vợ về có phải làm dâu làm gì không hay là sao không? Giờ mình làm được ở đâu mình ở đó luôn chứ không cần phải làm dâu. Mà em hỏi bên kia có ghen không? Em có ghen nhiều không em? Dạ, nói chung thì nếu mà đã yêu thì sẽ có ghen ạ. Nhưng mà em nghĩ là sẽ lớn là cũng có kiểm soát được. Chứ em đã nghĩ một khi mà đã yêu là sẽ có ghen. Anh sợ kiểm soát lắm á. Anh này là anh sợ nhất là kiểm soát. Điện thoại sao? Có cho anh ta kiểm soát không? Được, điện thoại thì coi thoải mái. Đâu có gì đâu. Em nghĩ nếu mà mình không có gì hết thì không sao. Bây giờ mình trong sạch thì đâu có ai kiểm tra. Hay là không có gì mờ ám thì em nghĩ rằng là không ai kiểm soát vậy. Còn tiền bạc sao? Kinh tế ai giữ? Thì làm thì tiền gửi vợ giữ thì nọ ấy, mình chỉ giữ ít, mình xài đổ xăng này nọ đi tới lui thôi chứ giữ nhiều cũng xài hết. Rồi cái giờ chỗ bước đó tới. Chi tiết đó là được đó nghe. Bước tới nắm tay cô gái đi. Đó. Lạnh quá. Anh cảm nhận về cô gái này như thế nào khi mà anh đã nắm tay cô gái ấy? Thấy cũng nhìn cảm giác hiền với cũng chân thành. Thấy cũng thích. Nếu được em làm vợ thì sau này anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em để em không khổ như những thời gian nào đó. Rồi, chuyện con cái. Con cái em sanh một hai đứa. Này, anh có bé nào chưa? Chưa. Dạ. Thì nếu mà tiến tới được thì một bé hai bé gì cũng được ạ. Tại em cũng lớn và em chỉ sợ là mình có sanh được nữa hay không thôi. Thì tới đó đi, một đứa hai đứa gì cũng được. Dạ. Rồi bây giờ mình hát một bài để mình tỏ tình với cô gái đi, cho mình đỡ run nữa. Rồi em hát không được, nhát lắm chị. Vậy giờ cô gái, mình hát một bài cho chàng trai đỡ run. Em còn run hơn á. Bây giờ mình lấy kim ra mình xăm cho chàng trai. Dạ cái đó được. Dạ cái đó được, làm một tặng một được ạ.
Rồi em trai, em thấy cô gái làm phun xăm vậy á, mình có hỗ trợ gì được em gái không? Có thích cái nghề đó không? Không thì nghề thật thì cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Nhiều người yêu nghề thật mà, mình làm giống như là cái yêu nghề cũng có tiền nữa mà. Em là làm về phun xăm chân mày, xăm môi hay? Dạ đúng rồi nhỉ. Mày môi á chị. Dạ. Về em coi môi ảnh xăm được không? Dạ được ạ. Rồi thôi hai bạn về ghế đi cái nào. Bữa nào anh ghé anh phun xăm môi. Dạ nếu mà anh Quỳnh Linh xăm thì cho em sẽ khuyến mãi. Một tặng một. Xăm môi dưới tặng môi trên á. Dạ không, anh Quỳnh Linh thì chắc là em tặng má hồng mà không thì lông mày vậy đó cũng được. Vậy đó hả? Dạ. Xăm má hồng đúng không? Đường Lan. Được nha. Lúc nào má cũng ửng ửng đỏ ta tưởng xỉn á. Rồi. Bây giờ thì hai bạn để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta đưa ra quyết định nha. Ngọc Lan sẽ đếm và sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan hai anh chị sẽ đưa ra quyết định của mình ha. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ. Tại sao vậy em? Dạ tại vì em thấy cũng em cũng có nhiều điểm em chưa có ưng lắm. Là chưa có hợp nhau dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Hút thuốc, thấy chưa? Hút thuốc không có tốt rồi đó. Giờ muốn kiếm vợ bỏ thuốc trước cái đi. Yeah. Nhiều chàng trai trên đây cũng vì hút thuốc mà mất bồ đó. Em thì nhậu thì có thể được nhưng mà hút thuốc em không thích lắm. Thấy chưa? Chỉ có vậy thôi. Thôi giờ xin số điện thoại đi. Khi nào bỏ thuốc được liên lạc rủ cà phê biết đâu được ha. Dạ, cũng có thể làm bạn á. Có thể làm bạn với nhau. Tiên cho phép em gửi lời chào anh toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em và anh Quyền Linh và chị Ngân. Gọi là chào thân thương và trân trọng nhất. Chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân. Dạ. Em năm nay là 28 tuổi, hiện tại là em làm việc tự do, em có nghề buôn bán quần áo. Là em vô sĩ ở chợ, cái thứ hai nữa là em có nhà cũng có nuôi tôm. Em đợi chương trình này rất là lâu, em đăng ký lâu lắm rồi đó. Không biết có phải có duyên hay không, là bữa thường thường em đi ngang cái chùa chiền, em hay đảnh lễ với quan thượng đại thần hay là tiên Phật, các vị tiên Phật rồi đó. Bữa đó em đảnh lễ xong nói đó giờ đi ngang đây là chưa có xin cái gì của quan thượng đại thần Nguyễn Trung Trực. Hôm nay cho con được xin ngài cho con cái duyên mau tới. Để con được hẹn ước trăm năm, để đến sớm cho con chứ đừng trễ quá. Thì bữa đó xong cái mới về nhắn tin cho chị ban biên tập chương trình. Chị nói tiêu chuẩn em mà trước khó quá, thôi giờ em dễ dễ đi. Thì rồi em mới là dễ dễ lại. Rồi xong mà chị nói để qua hôm sau cho điện cho. Rồi sao mà thấy chị không có điện hết trơn, em cũng sốt ruột quá. Thì thôi vậy em điện cho chị, rồi chị nói thôi còn một cái người đây nè. Thì em dễ dễ đi rồi chị ghép cho. Thì em dễ dễ chị hôm nay được chương trình em thấy rất là may mắn à. Nói quá trời nói luôn á. Nói quá trời nói mà cuối cùng không biết tên là gì luôn á. Em tên gì? Nguyễn Minh Tân. Bao nhiêu tuổi Tân? 28 tuổi anh. Quê Tân ở đâu? Ở ấp Xẻo Xu, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Dạ. Rồi mình buôn bán ở đâu? Em buôn bán bỏ sỉ quần áo anh. Mà ở đâu? Ở tùm lum hết trơn, tại bỏ sỉ ở chợ mà. Tùm lum là sao? Nói chung là em lên Sài Gòn này em lấy đồ về em bỏ sỉ các cái chợ. Chợ ở dưới Sóc Trăng á hả? Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau gì cũng có. Hết. Đi hết luôn. Dạ. Rồi. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Nguyên Linh, chào bạn trai bên cạnh với lại chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Giàu, hiện tại là em ở Tiền Giang và làm việc ở Tiền Giang luôn ạ. Em làm gì? Dạ, em là nhân viên bên tài chính. Nhân viên tư vấn về tài chính hả cưng? Dạ. Ở Tiền Giang luôn. Dạ đúng rồi chị. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 30 tuổi. 30 tuổi rồi. Dạ. Vậy là lớn hơn đây 2 tuổi đó em trai. Được không? Nói bên kia nó nhỏ bên kia không? 28 tuổi. Ý bên kia 30 tuổi, em 28 đúng không? Dạ em thấy tuổi tác trên lệch 1-2 tuổi nó cũng không có thành vấn đề gì. Miễn sao về lo cho cuộc sống nửa đời còn lại, không lo cái ăn cái mặc là tốt rồi. Là cuộc nửa sống đời chưa có nửa đời, bây giờ còn lo nửa đời còn lại. Lo xa quá. Dạ. Em có khi nào bán ở chợ Mỹ Tho không? Dạ không anh, em chỉ bỏ sỉ từ Hậu Giang đổ lại thôi. Thì giờ mình bỏ sỉ Mỹ Tho cũng được đúng không? Cô kia ở Mỹ Tho đó. Dạ. Tiền Giang hay em hả? Dạ Tiền Giang đó. Huyện nào? Dạ hiện tại nhà em thì ở huyện Tân Phú Đông, còn em đang làm việc ở huyện Châu Thành gần Mỹ Tho. Em ơi hiện tại em đang làm gì em? Hiện tại em là nhân viên bên tài chính anh. À vậy đó hả? Dạ. Anh cho em hỏi là anh ở Sóc Trăng à? Hiện tại hồi nãy em có nghe là anh nói là nhà mình nuôi tôm đúng không anh? Đúng rồi, anh ở Sóc Trăng ở giáp ganh ở xã Vĩnh Tân, ở đó là giáp ganh với Bạc Liêu, giáp ganh với cái thành phố lớn á. Thường thường đi thành phố Bạc Liêu thì thường xuyên hơn thành phố Sóc Trăng, tại lên cái thành phố nó xa quá. Sóc Trăng nó xa quá, còn ở Bạc Liêu thì nó gần hơn. Biết hát bài Sóc Trăng không? Dạ ca cổ thì em làm được. Ca cổ sao đâu, lên câu coi.
Cổ làm, dạ để lát kéo màn ra để rồi làm quen có coi 2, 3. Sáng hôm nay hay tin em đi Sài Gòn làm, anh dội chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc. Nhìn xác pháo rơi đầy trước ngõ mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm. Bữa nhớ em anh mới giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc, hỏi anh Tân bây giờ có vợ ở đâu chưa. Em ơi đọc thư em anh mừng muốn khóc, đợi em đợi đến bây giờ mình mới được đoàn viên. Trời hay quá. Hay quá em gái, hay không? Dạ hay ạ. Rồi bây giờ giới thiệu lại nha, em Tân ở ấp Xẻo Xui mà... Xẻo Xu, xã Xẻo Vĩnh Xu Tân à. Vậy mình nghe Xẻo Xui. Rồi. Xã Xẻo Xu, Xẻo Xu hả? Em xã... biết chắc à, chữ Xu mà Xẻo Xu, xã Vĩnh Tân à. Vĩnh Châu, Sóc rồi. Trăng anh. Em gái có những ưu điểm, khuyết điểm gì giới thiệu đàn trai nghe coi. Dạ ưu điểm của em thì cũng có gì nhiều, thì em cũng biết hát chút xíu. Rồi, hát luôn. Còn à, khuyết điểm thì à, cũng hay quên. Rồi à, với lại á, đi làm á, thì đó giờ em cũng ít có nấu ăn, cho nên là nấu ăn cũng không có được ngon. Chỉ như đó. Cái vấn đề đó cũng em, không sao. Em hát cải lương được không? Cải lương thì đó giờ em ít có hát lắm, em hát nhạc trữ tình hoặc là nhạc bolero này kia thôi. À vậy anh dạ. Anh Linh anh yêu cầu em hát thì hát đối lại bển đi. Dạ tại vì cũng có lý do cho nên em mới hát bài này. Là cũng như là đáng lý bữa nay á, là em đi cùng với mẹ lên đây. Nhưng mà vì xe trễ xe cho nên là mẹ em nên không có kịp. Cho nên là thôi giờ vừa hát vừa tặng bạn trai, vừa tặng MC, vừa tặng quý vị khán giả, tặng cho mẹ luôn. Rồi rồi em hát đi. Em cho em hát hai câu thôi. Em hát hai câu về bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi mới ba con phải xa gia đình, coi cô thân một mình nơi xứ lạ người xa. Trời ơi hát hay quá à. Hát hay mà hát có hai câu à. Dạ. Vậy là bữa nay làm sao mà trễ xe mẹ? Tại vì mẹ em ở dưới, ở đó là huyện Tân Phú Đông, cho nên là muốn đi qua bên đây thì phải qua một cái đò. Chỉ có một chuyến xe thôi, cho nên là đi là phải đi sớm, phải 4 giờ khuya dậy sớm, cho nên mẹ bị trễ xe. Vậy hả? Dạ. Em cũng tính quay về rước mẹ, nhưng mà lý do là hôm qua nay em đi làm ở Sóc Trăng á. Em cũng mới về cho nên là em không kịp. Ủa mày làm gì Sóc Trăng? Tại em đi công tác, em đi gặp khách á anh. Bạn này là về tư vấn về tài chánh mà. Có nghĩa là bạn không đón mẹ được mà mẹ phải tự đi một mình đúng không? Thành ra em ơi, nào đi Sóc Trăng thì nhớ cho anh biết để anh đón em nghe, làm tiệc đón nghe. Dạ. Hai bạn này có giọng hát rất là ngọt luôn nha, nghe hát rất là cảm tình luôn đó. Dạ. Ê, bạn trai em phải cho bạn bên đàn gái biết một chút về đường tình duyên của em đi. Nói thiệt với anh Quyền Linh thì lên đây thì em đã cũng nói thiệt, nhiều khi nói thiệt cái người ta thương liền em nói thiệt em đã từng có gia đình. Trước á là em không chịu người đó, nhưng mà nghe lời cha của mẹ, nói chung là sự hiếu thảo thì đứng đầu, em chịu. Nhưng mà thời khoảng chừng năm mấy thì vợ nó cứ lèn ngày lèn hoài, đi lên đi xuống ngoài lên nó về hoài vậy đó. Thì chừng mà nó sanh xong rồi em bao xe tới rước về, nói chung là lo hết từ A đến Z luôn. Rồi con phải chừng được tuổi mấy gì đó, rồi nó ẩm gì chả xong rồi xuống xong rồi cái nó viết đơn ly hôn luôn. Nó kêu em á, mày muốn ly hôn mày ly thì làm cái lẹ đi, tao chờ lâu quá. Nói vậy đó rồi em không có chịu, má em cũng chửi nữa, nói con còn nhỏ mà mày gấp mày vội vã cái gì, để từ từ đi. Mà bên kia nó cứ khủng bố anh hoài à, nói thiệt luôn á, không có cái cảnh tượng nào mà cái bản cảnh tượng mà ly hôn chứ anh. Thiệt, xách cái tờ giấy ly hôn ra nghe, từ cái trong cái ngã năm mà đi ra rồi thiệt em rớt nước mắt luôn. Còn cha còn mẹ để con nó bơ vơ á, thiếu thương thiếu đi cái tình cảm của người cha, thì em rất là buồn luôn. Em thấy nên là con tim chết lặng vậy đó. Bởi vì giờ nói chung là em mong mọi rằng người tìm một cái người bạn để chung chí hướng để xây dựng một tình yêu, xây đắp cái tình yêu gia đình hạnh phúc, và trên thận dưới hòa, giờ trên thận thì dưới hòa, trong ấm mà im, gia đình vậy là hạnh phúc rồi. Đừng có mà có chồng rồi mà lèn èn không được. Nhưng mà vợ chồng nhau suy phải kêu bằng mày không có tao, không có đâu anh. Vợ chồng phải em nói thiệt, em ghét những ai mà nói vợ chồng xưng mày với tao lắm. Đâu đó phải anh với em.
Ví dụ giờ em quen người nào đi là ví dụ khi mình xưng anh em ca vợ chồng nghĩ cái gì không biết mình trao đổi với nhau để tìm ra những cái hướng đi cho nó tốt đẹp hơn, chứ đừng có mà để chất chứa trong lòng rồi. Như nãy em nói là vợ kêu mày, em nói là nó gì đó. Cái này là lên em xin lỗi em nói hơi quá lời, nhưng mà thường kêu mày tao mà, thì em thì xin anh với em không à. Ít kêu mày tao lắm, tại vì cái ngôn từ em không bao giờ em thích cái đó. Ví dụ lên trình em nói em cũng thích đọc sách thánh hiền, em nói chung là em hiện tại là em đang ăn chay, thành ra em nói chung là không có hổ nổi hết. Em ở với nhau năm mấy đúng không, con mấy tuổi rồi? Lúc đầu là dạy xuống ở được cỡ năm rồi xong cái em mới chịu, cha má nói thôi ở đây rồi mà chịu đi, em không chịu, cái nói thôi gì á vậy chứ nghe lời cha má nói đâu rồi con nghe đó, chịu. Xong tới chừng năm mấy xong đó, cái mới sinh con để cái xong mới ly hôn đó anh. Con em nay được khoảng 3 tuổi rồi. Vợ với ai? Vợ bên mẹ. Nói chung là trai hay gái? Gái. Tháng nào em cũng có ghé cho tiền. Nói chung là cưng lắm. Nói chung là có giấy ly dị chưa? Dạ có giấy độc thân rồi em mới lên đây được anh. Rồi. Dạ. Coi như bên đó là bên đó là một lần gãy đổ rồi đúng không cưng? Với lại bây giờ em sợ cái cảnh sao mà giống như không phải ngày xưa anh. Ngày xưa lâm xanh mà thương xưng nương á, mẹ chồng học không thương quýnh chết tại ngã ba đường mà hồn khôn á, em phò chạy lâm xanh á. Còn bây giờ không có anh, sao mình yêu đương gì cái hình tướng mà. Còn ngày xưa người ta yêu đương gì cái nhân phẩm, cái phẩm hạnh của một người con gái. Và người con gái thương người con trai cũng vì một cái sự hiền từ, cũng như là Trần Minh mà ngày xưa mà công chúa Bình Nga vậy đó, lo cho ăn học Đỗ Trạng Nguyên đó. Rồi khi mà Đỗ Trạng Nguyên rồi công hoàng thượng mới thấy là giỏi quá, công chúa Bích mới gả công chúa Bích Văn cho vậy đó. Mà Trần Minh không dệt lụa đó. Trần Minh cố em chú dạ đúng rồi. Rồi thôi bây giờ nghe tình trường bên đây đi. Em có cái chuyện từ em dạ. Có mấy mối tình rồi? Em cũng giống như bạn trai bên kia, em cũng từng có gia đình rồi. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà em ly hôn nay được ly hôn thì được 2 năm, ly thân 1 năm là 3 năm. À vậy á. Dạ. Hiện tại em đang có hai bé trai và bé gái. Bé trai bé gái rồi dạ. Ở với em hả? Bé gái thì ở về bên pháp lý thì là bên nội, bên cha. Còn em thì nuôi bé trai. Nhưng mà vì lý do là hai nhà gần á. Hai nhà của bên chồng em với lại bên em gần. Thì em thì đi làm, em ở trên đây. Còn con thì em gửi cho mẹ em giữ. Lại từ nhỏ là nó đã đi theo mẹ em không à, đi theo ngoại không à. Đi theo ngoại dạ. Hả? Còn hai bé thì nó chị em nó quấn quýt á, cho nên là hai bên gia đình không có cấm cản là bắt ai hết. Chỉ là để cho tự nhiên cứ thích cho cơ, dạ, nếu mà ấy thì đưa bên nội, ở bên nội thì nội lo, còn bên ngoại thì ngoại lo. Dạ. Không vậy tốt mà. Dạ. Vậy tốt mà. Nói chung là hai bên cũng đều đã lỡ chuyến đò nha. Bây giờ nếu mình tìm hiểu được nhau, mình cho nhau cơ hội để cùng nhau gọi là thổi cơm chung ha. Rồi bây giờ thì mình bỏ qua cái chuyện đó đi. Mình đang đi đến một cái mối tình mới, coi như làm lại từ đầu á ha. Yeah. Em mong muốn một người phụ nữ thế nào anh trai? Em theo như em mong muốn là một cái người phụ nữ phải nói chung là phải đoan chính, phải dịu dàng, hiền từ, lời ăn tiếng nói nụ cười phải giữ gìn ý tứ, không có được mà nói năng mà sổ sàng bữa củi phân ngang. Cha mẹ nói thì cha mẹ thì lớn tuổi, ví dụ con cái cái gì không biết thì cha mẹ cứ gầy la, chứ đừng có mà hả ông bà nói là bữa lại được, em không chịu nó thiệt. Cha mẹ nói gì ví dụ mình đúng hay sai mình nín thinh đi, rồi khi mình nói với chồng mình em thấy cái đó được vậy đâu má, nó không được thì thôi, nó thôi cha má già rồi mình nên yêu thương cha má. Thì em cũng vậy, nói chung là hả ví dụ mà hai người đến với nhau được thì em thiệt nhiều khi mình sống mình phải biết hiếu thuận với cha mẹ, em có hiếu thuận với cha mẹ là đứng đi đầu tiên. Ví dụ là lâu lâu về nhà cha mẹ vợ thì ví dụ ổng uống trà thì mình cha mẹ cha uống trà thì con mua cha vài gói trà hay là vài hộp kẹo cho ăn bánh ăn uống trà vậy đó. Còn đối với người phụ nữ thì đối với bên cha chồng cũng vậy, phải hết mực yêu thương cha mẹ chồng và kính và tôn kính cha mẹ chồng, kính chị nhận em mà hết mực yêu thương chồng là điều là tốt nhất. Em rồi như vậy. Vậy thôi em, ha. Dạ. Em lý do gì mà em chia tay với chồng mình vậy? Nói chung là hồi đó hai vợ chồng em thôi thì cũng đơn giản lắm. Sống lúc đầu mới cưới về thì sống riêng, tự lập riêng. Xong rồi thời gian rồi cái em về nhà sống chung rồi mâu thuẫn từ trong gia đình đó, bên gia đình. Rồi thời gian rồi cho nên là cảm thấy tức là bất đồng về quan điểm sống đúng không? Thấy là không có hợp về tính tình hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn là cái người đàn ông của em là sau này sẽ như thế nào? Em cũng chỉ là mong một người có thể làm người đàn ông có thể lo cho gia đình được. Không có quá nhu nhược quá. Có thể quyết đoán được trong mọi chuyện. Cái vấn đề đó anh giải quyết được em ơi. Dạ. Nói nhiều một chút được không?
Dạ không, em cũng thích nói nhiều lắm. Thích nói nhiều đúng không? Dạ, đúng luôn rồi đó. Em cần đó em là cần nói nhiều hơn em nữa. Em cần cái nhưng người nói nhiều là nói đúng nha, đừng có nói đúng bậy. Đúng rồi, nói nhiều thì nói đúng nhưng mà đừng có nói nhiều mà nói chuyện nói chật. Đúng rồi, nói nhiều mà nói bậy là em không thích. Nói sách thánh hiền là được đúng không? Đúng rồi chị, em thích đọc sách thánh hiền lắm á chị. Thường ngày em nghe sách của huynh trưởng Bế Thiện á. À, với 10 điều ơn của Đức Thầy đó, em nghe ngày cái đó về hợp với mẹ em lắm á. Về hợp với mẹ hả? Ủa rồi bây giờ sao lại về là có em có sợ làm dâu không? Có ngại làm dâu không? Dạ không, đó giờ em cũng không có sợ. Nhưng mà miễn là thí dụ như nếu mà nói về làm dâu thì miễn mẹ chồng thông cảm cho con dâu. Thí dụ như có sai thì cứ em tánh em thì thích là sai thì cứ việc nói rồi liền. Có vấn đề đấy em yên tâm em ơi. Chứ em không thích mà nói sau lưng hay là đừng có nói sau lưng nghe, không có vừa lòng là nói ngay mặt nghe. Cứ nói ngay mặt em là được rồi. Đúng rồi, ta đang ngồi quay lưng này đây á, đừng nói sau lưng. Để hồi hai bên gặp mặt nói nha. Dạ. Rồi, bây giờ nói chung là hai cặp này có thể nói chuyện nhau được rồi đó. Anh thấy cũng ổn đó. Bây giờ vấn đề là hôm nay em đi với ai? Bữa nay em đi với một chị đồng nghiệp làm chung. Chị đồng nghiệp đúng không? Dạ. Rồi, chị cho ý kiến coi sao chị đồng nghiệp. Rồi sau đó mình cho hai bên gặp nhau đi, cặp này hơi bị lanh luôn á. Dạ. Em là Huệ Ngọc, xin chào chương trình. Chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Rồi. Và chào khán giả, và chào và em trai. Dạ. Em là đồng nghiệp của Giàu. Cũng cảm ơn chương trình, chỉ cảm ơn anh chị đã cho em của em nó đến đây để... Thấy trong công việc thì giờ rất là năng nổ và nói chuyện cũng dễ mến lắm á. Dạ rồi chị thấy em trai này cũng thì em rất tìm hiểu. Em trai dễ thương không? Thấy thì cũng thấy tính này nói chuyện em cũng thật hoạt bát ha, hoạt bát vui vẻ, nói sách thánh hiền không á. Dạ nói chuyện thì em chưa biết được đó chứ chờ thấy nói chuyện thì cũng nhiều á, giàu thì cũng nói chuyện cũng hợp ha. Rồi vậy ổn rồi, còn bên em bên chắc đó là... bên đó đi với ai? Mẹ là bận rồi. Dạ. Mẹ bận rồi, mẹ bận rồi đúng không? Bên đó đó hỏi hả? Bên đó đi với ai á? Bên em đi với ai em trai? Em này là em là đi với em ruột của em. Em ruột em Rồi chào em gái. Đàn gái rất là xinh xắn, đàn trai rất là hoạt bát, mà nói nghe mình cũng thú vị ấy chứ bộ. Bây giờ Linh nghe đàn trai nói Linh cũng thích á, nó hơi nhiều chút xíu thôi nhưng mà hơi nghe kéo, hơi kéo kéo rào đi để cho giờ cho mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi ha. Có làm sao rồi mở rào bắt đầu nha, nhiệm vụ của em đó có thể lên cầu vòng cổ rồi lấy cảm tình cô gái không, bước tới lên cầu vòng cổ luôn được không, cầm quà tới đưa luôn, ví dụ vậy. Đứng lên tặng quà kìa. Bắt đầu đó. Anh tặng em đặc sản Sóc Trăng với một hộp kẹo của Bến Tre. Anh mong rằng qua chương trình này hai đứa ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn và mong rằng tình cảm của chúng ta được càng ngày càng được yêu thương, đông đầy, vuông tròn và ngọt ngào như hộp kẹo anh đã tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cái này thì không có giá trị nhiều nhưng mà đó là một cái móc khóa xe. Ví dụ như sau này mà mình có duyên á, thì ví dụ như ở nhà thì có em nhưng mà ra đường thì anh nhớ chắc lên xe em cũng đi theo anh. Dạ. Để đây nè con. Ủa em ơi, em đi Sóc Trăng công tác là khoảng bao lâu mới đi một lần? Lâu lâu em mới đi, ví dụ như tầm có khách hàng ở đó thì em mới đi, còn không mấy thì em không có đi. Với lại ở Sóc Trăng thì nhà cô em ở đó. Cho nên em ở huyện nào em? Sóc Trăng ở huyện tỉnh nào? Cù Lao Dung. Cù Lao Dung hả? Dạ. Cù Lao Dung thì phải qua Phà ha. Dạ đúng rồi. Ủa thì em làm công tác này là bên tài chính lâu chưa? Em làm được khoảng một năm mấy rồi. Một năm mấy hả? Dạ. Anh cho em hỏi là mình ở dưới mình nuôi tôm đúng không anh? Nhà anh nuôi tôm đúng rồi em. Nhà em cũng có nuôi. Ủa nãy em nói đâu mà huyện, anh nghe không rõ. Huyện Tân Phú Đông. Huyện Tân Phú Đông. Ở dưới là nuôi tôm nhiều lắm, dưới chỉ nuôi tôm thôi, nước mặn nuôi tôm thôi. Tân Phú Đông này là thuộc gì, Bến Tre hay Tiền Giang em? Tiền Giang anh. Tiền Giang hả? Dạ. Hồi xưa nó là huyện Gò Công Tây á. Dạ. Hôm nào có, nói chung là hôm nào có đi Sóc Trăng thì điện anh để anh tiếp đón em ha. Dạ, cũng được. Rồi, mình cảm nhận về nhau thế nào? Lần đầu tiên gặp cô ấy em thấy cô ấy sao? Nói chung là em thấy
em này rất dễ thương, nói chung là tánh tình, nói chung là nói chuyện ngoan đạo đó, nói chung là nói chuyện anh thấy em cũng nói chung là thích đó anh ơi. Còn gái thấy em trai thế nào? Em hả? Em thì nói chung là thấy thì được, nhưng mà có cái là em cũng hơi ngại cái vụ tuổi tác á. Em sợ là đâu có vấn đề đâu em, tuổi tác bây giờ trên lệch 5-3 tuổi không có thành vấn đề gì, miễn sao sống nó tốt hạnh phúc được rồi. Đâu ông bà mình nói nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một mà. Dạ đúng rồi đó. Là nhất luôn á. Thôi sách nói đó nha. Sách nói đó. Sách nói ông bà nói đó. Rồi dạ. Bây giờ mình quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Bởi mình đã một lần gãy đổ, mình phải xác định lại điều này để hai bên hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Rồi mỗi bên đưa ra quan điểm của mình đi. Nói chung là thông qua chương trình này nói chung là từ ở Bạc Liêu mà lặn lội đường xá xa xôi, ngăn sông cách lộ, vượt thời gian đến đây, là nói thiệt đem theo cả một cái trái tim chân tình và thành ý nhất đến đây để mà tìm một nửa yêu thương, chứ không phải đến đây để vui chơi, đến đây mà để làm cái chuyện vui là không có. Em ở đây là cả một cái chân tình, cả một cái trái tim đầy yêu thương, đến đây là quyết định để bấm nút đó. À đó, quyết liệt rồi đó. Nhưng mà em quan điểm hôn nhân gia đình thế nào, nói cho cô gái nghe đi. Nói chung là em về nói chung là nếu mà về dưới quê anh sống, nói chung là việc làm thì nói chung là anh có thể kiếm cho em. Nói chung là cơm nước trong ngoài lo nội trợ là tốt rồi, còn có việc làm thì càng tốt hơn, còn không có thì anh có thể lo cho em được. Nói chung là cha mẹ hai bên thì phải hiếu thuận hai bên. Em hiếu thuận với cha mẹ anh thì anh phải hết lòng tôn kính cha mẹ của em và yeah. kính chị nhường em, nói chung là yêu thương hết. Đối với em cũng như vậy ha. Anh em hỏi là nhà mình có đông anh em không anh? Nhà của anh thì 5 anh em, 4 4 gái 1 trai. Đứa em út của anh ở đây nó làm Sài Gòn, anh hiện tại đang làm dưới quê. Em thì nhà chỉ có 2 anh em thôi, anh trai với em thôi. Anh trai thì hiện tại cũng đi làm cho nên là sống ở khác chứ không có sống ở nhà. Cho nên là hiện tại bây giờ ở nhà em thì chỉ còn có mình ba mẹ với con em thôi. Anh cho em hỏi là nãy em nghe nói là mình có con đúng không anh? Là con anh sống với anh hay sống với... Con anh hiện tại là nó sống với anh mẹ đó. Nói chung là tháng nào anh cũng có ghé cho tiền. Nói chung là cũng có ghé cho tiền, lại nói chung là tình cảm cha con mà. Nói chung là cũng ghé cũng thương lắm. Thí dụ như em với anh có duyên á, thì anh có ngại về vấn đề con em không? Tại vì con em hiện tại là em cũng đang nuôi một bé. Không đâu, anh không có ngại gì cái quan điểm đó, mà quan điểm là hai đứa mình có thể yêu thương nhau và sống tốt, lo cho mấy đứa nhỏ là ăn học đến nơi đến chốn, đặng có công danh với đời á, là đó điều đó anh tiến tới. Nhiều khi em sợ là lúc nãy em cũng có chia sẻ là em cần một người đàn ông là không quá nhu nhược, có thể quyết đoán, lại như em sợ ảnh hưởng người khác. Ví dụ như anh thì anh không chấp nhất mấy chuyện đó, nhưng mà chẳng hạn như ảnh hưởng từ người thân, người nhà và tiếng không nói có đâu em ơi. Anh thì nói một thì một, hai là hai, chứ không có vụ mà nói một hai ba, không có, nói trước sau như một. Nói chung là anh trong nhà nói chuyện cũng nói chung là cũng có uy tín, nói chung là vậy. Tại vì lúc trước em đã từng gặp một người như vậy đó, lúc đầu cũng vậy, sau này cái ảnh hưởng người thân rồi cho nên là mới gãy đổ tới bây giờ. Nói chung là anh lên đây mà anh, nếu mà thật sự mà hai đứa là cho nhau cơ hội thì anh quen em thì anh cũng cho cha, thiệt tình là anh cho cha mẹ lên đàng hoàng, chứ không phải là quen nhau và bữa cửa giữa đường anh không có. Hỏi như vậy, bữa cửa bữa đường em không chịu. Nếu mà người thiệt là anh phải cho cha mẹ anh lên để tiến đến cái sự xa hơn, hai đứa về chung một nhà, chứ không phải mà quen nhau rồi bữa cũ với đường, anh không bao giờ chấp nhận cái vấn đề đó. Anh là con, anh nói chung là anh là đọc sách Thánh Hiền anh biết, không có mà lèn èn chỗ đó được. Ở Sóc Trăng là anh nói nãy, anh nói ở huyện gì anh em quên. Anh ở huyện Vĩnh Châu. Vĩnh Châu là đi xuống, anh đỡ đoạn giữa là giáp ranh với Bạc Liêu. Từ Cù Lao Dung xuống đó xa không anh? Từ Cù Lao Dung xuống đó khoảng 50 cây số. Xa dữ vậy hả? Trời, đâu có xa, đường bây giờ nó lắng lẫy luôn chứ đâu có xa đâu em, chạy chút xíu à. Còn nếu mà em có ngại thì anh lên rước. Phải vậy. Bạn này là đi làm MC được MC nè ha, làm MC được luôn á. Không mà để em thích mấy người nói nhiều vậy á chị. Đó, nói rất là chủ động luôn. Nói nhiều mà không nói bậy mới hay đó. Đúng chứ. Đúng rồi, chính xác luôn. Nói nhiều không nói bậy mới hay. Rồi bây giờ mình bàn cái chuyện về mình có thể sinh thêm con hay không, quan điểm thế nào? Theo em thì chuyện đó là đương nhiên rồi. Anh cũng nghĩ như em vậy đó. Nói chung là vợ chồng phải thương yêu nhau là vậy là ok rồi. Nói chung nhưng mà rồi gì, ở ăn ở sao? Ví dụ như là em có nhà riêng chưa? Em hả? Em hả? Em giờ nói chung là ở nhà em là ở nuôi được 3 ô tôm, em với cha với mẹ, rồi với đứa cháu nhỏ nữa, đứa cháu con bà chị, hai chồng có làm Sài Gòn gửi rồi đó. Là em ở chung với cha mẹ? Dạ, ở chung, nói chung có mình anh con trai chị Hồng Vân. Có nghĩa là như vậy là có nghĩa là nghĩa vụ của em là em phải ở với cha má đúng không? Thì thành ra là em phải nói cái vấn đề đó ra cho bạn biết, để em... là nếu mà có đến với nhau là mình sẽ làm dâu á đúng không? Em thấy giờ cũng không biết làm dâu gì đâu, gái giờ nó cũng sướng thấy mồ luôn.
ở dưới quê em nói thiệt, ở dưới quê em giờ anh sung sướng một cái thì thôi luôn, em sợ nhiều khi sung sướng mà xanh tặc chứ không gì chứ. Không thiệt, ở dưới giờ nói chung là nuôi tôm vậy coi, cỏ thì cũng xịt thuốc rồi, còn nếu mà nói chung là phụ nữ nói chung là làm vợ thì thôi ngó trước dòm sau, coi trước coi sau, ngó trước dòm sau, trong nhà cửa thì được rồi là ok rồi chứ cũng đâu có làm gì đâu. Rồi giờ em hỏi đi, quan điểm về hai đứa chắc chắn sẽ có con đúng không, quan điểm của con trai, thích trai thích con gái, để bàn luôn đi. Em mà em thì con trai gái gì cũng được hết trơn á. À, anh cũng vậy, trai gái gì cũng là con của chúng ta. Dạ. À, miễn sao cho năng học đến nơi đến chốn để mà làm việc có ích cho đất nước là được rồi. Rồi bây giờ em bước tới, em nắm tay để truyền cảm xúc với nhau, nói tận đáy lòng của mình, rồi có thể hát một câu nào đó tặng bạn gái, nhìn thẳng vô mắt luôn, nắm hai tay nhìn thẳng với nhau. Em xấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Hay vậy? 10 năm lạc lối phải không em? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim. Ta lỡ thương nhau, ta lỡ thương nhau thì cưới nhau liền. Trời ơi. À, bạn gái em hát liền câu đó, em hát hay lắm, em đứng lên đứng hát tay, luôn đi. Tay, hai người dạ tay. Thôi, được rồi. Hát hay, hai đứa nào hát cũng hay. Dạ. Nhìn nhau rồi em gái hát đi. Cái này em bị gà. Hát cái gì đi. Đó. Dạ, hát, mà, nó đúng nghe nè, hai cái giọng của tụi em á giống giống nhau á, hát bài chung đi. Ừ. Ừ, hát bài chung đi cưng. Dạ, giờ muốn hát bài chung á, anh thôi giờ em muốn xong ca luôn nè. Anh biết ca hát bài thì, gì không? Hả? Anh biết hát bài gì không? Biết hát bản bài Hai Đứa Mình Yêu Nhau mà. Rồi vậy anh hát, hình như là em hát em trước. Em hát trước đúng không? Thằng câu thôi nha. Câu rồi. Sáng mai đây anh ra biển mái trường, và biết con đường dạng lá me bay. Ngày hai ta vừa đi qua lối đó, anh thấy em nói cười, anh để ý anh thương. Dạ rồi. Hay vậy. Hợp quá trời đất luôn. Trời đất quá trời hợp luôn. Thôi tới lúc rồi đó. Nói chung là mong rằng qua chương trình này là hai đứa mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chứ anh thấy em thì anh cũng ưng rồi đó. Qua lời ăn tiếng nói nụ cười. Nói chung là qua tươi đẹp cũng bởi màu hồng, người tươi đẹp cũng bởi tấm lòng thủy chung. Qua đẹp thì phải có mùi xuân, gái đẹp thì nhờ cái nết na dịu dàng. Chào chào có tay ạ. À. Quá dữ luôn. Em qua ghế này ngồi luôn đi. Anh ngồi bên đó cho. Rồi, rất là dễ thương, bây giờ để tay nó bấm thôi. Đúng rồi. Quan trọng là cô gái kia có bấm hay không, em có bấm thì em thích em bấm đây. Nha. Em quyết định lên đây là anh biết cái đường xa mấy trăm cây số mà lên em phải bấm nút em mới lên chứ. Thì đặt bấm thì dạ, đặt vô liền. Dạ. Bấm là đặt vô liền. Đây đây. Tay trái kìa, kiếm cái nút đi. Rồi. Anh để em kiếm, không biết ở đâu kiếm. Đó. Rồi bấm luôn rồi đó. Rồi nè, 1, 2, 3, có bấm không nè? Nữ. Chúng ta 1, 2, 3. Trời ơi. Rồi. Bấm mà nhọc nhằn quá. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi. Bây giờ mình xin phép gia đình ha. Gia đình... Nói chung ra nếu mà hai đứa có thể tiến đến hôn nhân được thì anh rất là tốt. Tại vì anh thấy em nói chung là em thêm em nghĩ em đã lớn tuổi rồi đó chứ không còn trẻ nữa đâu. Em lớn rồi. Em nghĩ em chắc em lớn tuổi rồi. Nên cần một cái gia đình hạnh phúc tương lai để lo cho nói chung là sanh con để cái lo cho mấy đứa nhỏ. Bây giờ là em nhìn vô trong máy á, em tưởng tượng là má đang coi truyền hình, em xin phép má đi rồi. Là để cho em chăm sóc cho vợ của em như thế nói nào lời đó. Thánh hiền nha. Ừ. Xin nói chung là xin hứa với bác nếu mà được thận tình hai đứa đến thành vợ thành chồng thì con chống nguyện yêu thương. Yêu thương vợ con chứ không có ngoài ra là không có ngó ngén cô gái nào nữa hết trơn á. Dạ. Nói chung là chỉ yêu người một thôi. Dạ. Xin phép má cho con hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ với em. Xin phép được hôn một cái. Hôn một cái không đi. Gái nghèo. Nhớ bạn gái tên gì không? Không nhớ. Bạn tên gì không nhớ. Trời đất ơi, nói đã xong rồi xin hôn rồi luôn. Không nhớ tên gì nữa. Thôi để chừng nào anh nhớ đi rồi tự anh ráng về anh nhớ giận đi rồi đó, giận, giận luôn rồi. giận luôn nhưng mà em có nhớ tên bạn trai không? Em nhớ như là tên Tân anh. Tại vì em có thật xấu em hay quên chứ không có gì hết trơn á, ngoài ra cái đó là cái gì cũng tốt hết. Thì em nghĩ em là ngoan đạo ghê luôn á, thiệt à. Thì giờ em nói thì sao chỗ cho cái tên lại đó, nói sắp thánh hiền á sao cho cái tên lại. Nói chung là ai chửi ta thì ta giả điếc, chờ người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì không có lấy dao ra giận hờn thù quán. Rồi vậy năn nỉ người ta đi. Em biết tên là chương trình đang giúp anh kìa. Nói đi, nói cái ôm cái coi gì đó.
Ngọc giàu tha lỗi cho anh chứ. Cảm ơn nhiều nghe. Cái tên là ngoan đâu bắt đầu nè. Dạ, anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ lớn lên không có sao. Bắt tên tay. Gì Ngọc giàu.